Hello, Tả Chánh chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Tả Chánh. Hôm nay Chánh chia sẻ với một cái mẹo sử dụng xe rất là hay trên xe Mercedes-Benz. Nó liên quan tới phần kính của xe. Bây giờ lên xe thử xem cái tính năng đó là sao ha. Ví dụ như chúng ta đang ngồi bên ghế bên phụ, cửa sổ thì mở như thế này để tận hưởng một cái không khí biển tuyệt vời, hoặc là không khí Đà Lạt, xe lạnh. Nhưng mà trước mặt chúng ta thấy một chiếc xe nó thải khói rất là nhiều, hoặc là ở vùng biển khi đi qua một cái vùng khu dân cư chúng ta biết là nó làm nước mắm. Thì bây giờ Chánh muốn lên hết tất cả các kính để cái không khí ô nhiễm hoặc cái mùi hôi nó không vào xe. Chánh không thể nhòi qua bên tài xế, Chánh nhấn giùm tài xế được. Thì ở đây Chánh có một cái nút rất là hay. Mọi người thấy không ạ? Cái nút chỗ hệ thống điều hòa, cái nút lấy gió trong của xe. Cái nút này ngoài tác dụng là chuyển từ lấy gió ngoài sang lấy gió trong, khi chúng ta nhấn giữ cái nút này thì những cái kính đang mở, kể cả cửa sổ trời, nó sẽ đóng lại. Chánh bấm thử nha. Kính xe bắt đầu chạy, Chánh buông ra. Thì lúc này tất cả các kính trên xe đã được đóng lại. Và điều tuyệt vời hơn, khi chúng ta nhấn giữ cái nút này thêm một lần nữa thì cái kính lúc đầu như thế nào nó sẽ trả về y chang như vậy. Rất là lịch sự và văn minh. Cái điều này những cái nút ở bên tài xế không làm được. Rất là hay nếu chúng ta nắm được. Chở sếp phía sau và lên kính cho sếp. Sau khi đi qua khu vực ô nhiễm, chúng ta trả về y chang cho sếp đang tận hưởng thế nào, thì cái điều đó Chánh nghĩ sếp sẽ ghi nhận là chúng ta đã nắm rất vững về xe Mercedes-Benz. Bây giờ bấm nút lấy vô trong và giữ thêm một lần nữa xem kết quả như thế nào. Mọi người thấy không ạ? Một nút nhỏ nhưng mà rất là hữu dụng và tuyệt vời trên xe Mercedes-Benz. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like. Nếu mà mọi người muốn xem những cái video hay và bổ ích hơn nữa thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào thông báo. Tiếp theo Chánh sẽ làm rất nhiều video thú vị về xe Mercedes-Benz. Cảm ơn mọi người đã xem qua video. Xin chào và hẹn gặp lại.